Sáng ngày 29 tháng 3, huyện ủy Yên Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm, thực hiện một số nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn thực hiện quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Tòng Thị Anh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Mẹ Thị Hà, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi được triển khai các văn bản hướng dẫn kết luận của các cấp về công tác quy hoạch cán bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022-2025. Các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết một năm thực hiện các nghị quyết số 08 về thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết số 09 của huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết số 10 về tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế giai đoạn 2020-2025. Theo đó, trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song huyện Yên Châu đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần đổi mới, tích cực trong triển khai thực hiện các nghị quyết và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá của Đảng bộ huyện Yên Châu. Huyện đã triển khai và trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút đầu tư vào các dự án như khu đô thị mới thị trấn Yên Châu, các cụm công nghiệp xã Trường Học, xã Phiên Khoài. Bên cạnh đó, từ các nguồn lực, huyện đã triển khai thực hiện 21 công trình với tổng số vốn đầu tư trên 221 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã theo hướng gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 13,21 tiêu chí trên xã trong xây dựng nông thôn mới. Có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã nào đạt dưới 9 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Có 5 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, các chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt, cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Tòng Thế Anh, bí thư huyện ủy, đề nghị các chi đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của các cấp trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cũng như tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao vai trò người đứng đầu, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao đời sống cho người dân.